Anh nói Trọng Hữu nó kiếm ai? Thằng Trọng Hữu nó kiếm anh Toàn, nó mà nó muốn khóc, nó ngồi ở trước nhà nó chủ chủ hoài. Trần Hữu á, nó kiếm anh Toàn á, không phải Toàn, không kiếm anh Toàn. mà mỗi lần nó kiếm ổng đó, ổng lấy ra ổng liền, ổng chửi, nó nói thằng Toàn. Sáu nay nực có hai sao ở chằn nha, bữa nay nực có sao ở chằn luôn à. Mới nhậu hả? Trời ơi, bữa nay hai mướt nhậu luôn. Bà Năm nó mới nhậu rồi, bà Năm rồi. Mấy em gà anh có gặp chị Ba không? Không hả? Mấy em gà không có đi luôn, vậy là hết tiền đổ xăng rồi đúng không? Còn hả? Mà nghỉ mằng ngày đó. Nghỉ mằng ngày đó hả? Ngày đó ác quá, nghỉ mằng. Rồi. Bây giờ làm nghề gì? Làm nghề tương. Tương nha, đặng sáng giao cà gió hay đó, bán. Rồi. Ông nói giờ không có làm nghề cũ nữa, ông đổi qua nghề bán tương rồi. Chết luôn. Ông thầy này ông bán nghề gì anh hai? Ai? Ông thầy này ông bán nghề gì? Ổng hả? Ổng bán cá linh. Ổng bán cá linh hả? Hôm bữa anh nói ông bán bánh xèo mà. Con không biết nữa. Dạ, gì cô Thọ? Đâu có gì đâu, tôi nghe ông nhảm rồi tôi lại quay cho ông nói gì. Ngồi dậy đi, nói chuyện với anh Toàn nha. Chết rồi, bữa nay đi nhậu nữa, cởi áo luôn. Có đi ra ngoài chị Ba không? Có thăm chị Ba không? Dạ. Có qua nhà chị Ba cô Vũ không? Tiết lương đấy hả? Có. Vậy chị Ba làm sao? Quên à? Bắt bằng không? Quên. Rồi bữa nay thấy bà khỏe không? Quên. Bà gặp hai mướt, bà có nhận ra hai mướt không? Bà gặp anh hai, bà có nhận ra không? Không có nhận ra luôn. Không biết, không có luôn. Nói gì nói lớn lên. Dạ. Ông nói gì nói lớn lên. Rồi cái máy hư luôn rồi. Máy nào? Cái máy của anh Toàn nó bấm hư luôn. Máy quầy này hả? Anh biết ông này là ai không? Dạ. Anh biết ông này là ai không? À. Ông này nè là ai? Ông hả? Ờ. Ông Tư. Ông Tư hả? Ông thứ 10 mà. Ông Tư. Tư hả? Chết rồi, bữa nay đổi ông Tư luôn rồi. Hỏi ông Tư mấy em gà khỏe không anh ơi? Ông Tư mấy em gà không khỏe không? Ừ. Không có khỏe hả? Anh nhìn ơi, ông có bệnh gì không? Không, ông dòm người đó không biết. Ông dòm người cũng biết hả? Khó nói lắm hả? Ông dòm người đó không biết khó lắm. Ông dòm người cũng biết khó lắm phải không? Vậy là ông biết coi bói luôn hả? Không biết hả? Rồi bữa nay anh nhậu với ai à? Biết coi bói không cha? Kìa, biết coi bói không cha kìa. Biết coi bói không cha. Rồi bữa nay anh nhậu với ai à? Bữa nay anh nhậu với ai mà cởi áo vậy? Nhậu với già Năm. Hả? Già Năm. Nhậu với ông già Năm hả? Ông Năm nào? Ông già Năm không biết. Chứ không phải ông Năm Cợp hả? Phải, ông già Năm. Ông già Năm. Vậy là nhậu với ông Năm nào nữa rồi?
Anh tên gì giờ anh biết không? Anh biết tên gì không? Dạ. Anh tên gì? Cái tên này nó ngộ lắm. À. Ba dục kia nó mới mọc lên núm. Rồi. Bán mà. Rồi. Rồi. Có hỏi. Rồi. Mà tên gì không biết luôn hả? Anh tên gì? Mướt hả? À vậy đúng rồi đó. Nhiêu tuổi? Anh năm nay 25. Ba thường thường chẳng có cộng đồng có tới nói cộng vui. Rồi. Rồi sáng giờ có tiền uống phê không? Có. Có hả? Ai cho? Mẹ cho. Mẹ cho hả? Rồi sáng giờ mấy cử rồi? Quên luôn mấy cử không nhớ luôn rồi. Rồi người ta rước. Alo. Chưa nghe chưa bắt. Alo. Còn vậy về ở trên này nè đám ông thằng cha đe đó, rồi đợi thầy một chút. Phải không đe không? Ừ, đợi thầy một chút, thầy đi về nghe. Thấy không, hồi nãy tôi kêu đem mấy tay nải theo đi, đem mấy tay nải gỡ nhà của mẹ ông đi, rồi bắt đầu cái kêu tao xách lên. Kêu Tuấn Anh nói đưa đi về dưới đi. Tuấn Anh chở bây giờ dưới giùm cái Tuấn Anh. Alo nghe chị ba. Rồi để em kêu Tuấn Anh đưa ông về liền. Thấy không? Ổng nói với ta kêu chờ rồi đó, chị kêu ta chờ chút đi. Ừ. Đây nè, tôi nói với bà hồi nãy đó. Hồi nãy á là em kêu á đem cái tay nải theo đi, rồi thí dụ đem cái tay nải đi gỡ ngoài nhà mẹ chị đi, rồi bắt đầu cái á, người ta rước á thì đưa người ta cái tay nải lên đây rước ổng luôn, không chịu. Ừ, rồi cái bắt đầu đem cái tay nải vô nhà giấu chổng á, rồi bây giờ người ta rước á đâu có cái tay nải đâu, bây giờ phải đưa ổng về lấy. Ừ, bà con tào lao không đã, tôi sợ người ta rước rồi thì tôi nói bây giờ ông đem cái tay nải ra gỡ mẹ ông ngoại đi. Ừ, rồi cái tay rước á thì kêu chị ba đưa tay nải xong là đi luôn rồi. Ừ, tào lao vậy đó, giờ mất chạy gì vậy. Rồi bây giờ chị kia tao chờ đi. Hồi nãy tôi kêu tính vậy là được rồi, không chịu. Mất tâm lên đây rồi cũng phải chở cỡ gì à. Không, nó lấy cái tay nải xong lên nó ghé rước ông luôn nè. Đường này nó đi ngang nè. Đi hả? Đi. Ừ. Đưa lấy cho em làm vậy. Xe này hết xăng nữa hả? Cái bà đó bà chết à, bà con có đem chảnh không? Bà nào? Bà già nào đó? Không nói rồi à. Để tối nay con lên liếp con nói vậy thôi là được rồi. Nói vậy có đâu. Trời ơi, có gì chứ. Anh Toàn lên luôn mua đồ, còn cái gì bà cho nó 5 ngàn thôi. Không tiền thiếu gì. Cái gì đâu tại mà ông làm ông giữ cũng được.
mà bà coi hồi nãy á, tại vì cái ông này nè, ông bữa nay ông rước trễ nè, rồi á, cái ông nói chắc bữa nay không rước, là thường thường 2 giờ với 3 giờ là mới rước, mà bữa nay hút 2 giờ mà chưa rước. Rồi cái tôi mới nói á, bây giờ á, đi lên hai mước chơi thì bây giờ á, ông á, muốn đề phòng á thì ông đem cái tay nải ra ông gỡ mẹ ông đi. Thí dụ người ta có xuống rước cái kêu bà chị ông đưa cái tay nải cho người ta, người ta chở lên đây cái ta chở mình đi luôn à. Đi lên trển chỉ mặc cái đồ cúng vô là cúng thôi. Ở đâu? Trên nhà Linh chút nè. Ít chờ phạt cơ vậy mà đã mang theo luôn đi. Mà bây giờ ông bỏ tay nải trong cái nhà ông không phá lại, bà chị ông đâu có cửa đâu, đâu có chịu phá đâu mở vô. Từ nãy tôi kêu đem cái tay nải rồi gỡ nhà má ổng không chịu. Thôi là xách theo luôn được rồi. Xách theo luôn lên bà sợ thì sao? Bà nào đi. Cái vỏ thì quên, chùa quên, đó. Quên. Nó quên. Má sợ mà má kêu sao ổng xách theo. Ông đắc quá à, người ta giúp. Cái cũng người cho ra cũng ít nhiều thôi. 200, 300, 200 là tệ nhất rồi. Có đám 500 triệu chừng nó giống như nhà khá giả ta cho nhiều. Ông làm tiền lắm thôi hôm nay. Chồng Tư đó đó. Chồng Tư đó đó ông làm cho tiền lắm thôi. Ông làm có tiền nhiều không? Ông mười nãy đó ông làm có tiền nhiều không? Bữa nay làm gì mà vui vẻ mà cười hoài trời. Bữa nay làm gì anh vui vậy? Bữa nay làm gì anh vui có vậy? Có bán gì ta nghe coi. Có bán gì ta nghe cho chị. Bữa nay vui quá hát tặng bài coi. Hát đi. Không biết hả? Bây giờ tiền bỏ túi rồi là không hát phải không? Cười chứ nữa. Tiền bỏ túi rồi đâu chịu hát. Bà số 2 đó không sai. Bữa nay gì vui vậy ạ? Bữa nay có gì nè, vui lắm mà cười hoài luôn. Cười hoài. Bữa nay có tin gì vui phải không? Có gì cười hoài. Sao cười hoài vậy? Sáng giờ gì đây cúp điện, ở dưới nó cúp một tầng. Không. Rồi sáng giờ không có điện. Ở đây chưa có nữa đó hả? Sáng giờ không có điện. Sáng giờ đâu có điện. Chị nó nói sao bữa nay ngoại cho con hát như tí nó có điện còn hát. Bà coi ba cái chuối hôm bữa bà cho ổng đó. Rồi bà cho tôi hoài đó. Tôi cho ổng luôn. Tưởng đâu ổng xách về cho má ổng ăn, cho người ta hết trơn. Rồi tôi hỏi chị ổng là ổng có xách hoài chuối về không. Bà nói không, không có xách trái nào trên đủ cũng không có luôn. Ai biết cho ai hết trơn. Vậy mà không xem đỡ đâu, không nên gì ổng cũng rồi nãy lên đây năn nỉ tôi nói lên trển đông đừng có mét cho bà Năm. Tôi cho người ta đừng mét cho bà Năm. Tôi nói chờ bà, ô bà bóp bụng bà cho ông cho mẹ ông ăn với ông cúng Phật cho tự nhiên bây giờ ông đem cho ta hết trơn. Tại vì mình thấy ở nhà còn chuối đó rồi cái bắt đầu mình mới đưa cho ổng luôn à, tại vì mấy bà chị ổng thích chuối rồi cái mình mới đưa cho mấy bả, rồi cuối cùng ổng không đưa cho mấy bả mà ổng đem cho lắm á. Vậy nhiêu là bữa bà cho 4-5 trái đủ đó mà đâu còn trái nào đâu lắm. Cuối cùng chừa con trái với cái nãy chuối cùng á. Bữa sau tôi lại là còn cái nãy chuối cùng á có 6 trái à, rồi với cái trái đủ đó là chỉ còn có nhiêu đó, còn nhiêu cho ta hết. Lúc mà con cho mấy thằng nó lẻ vô sao mà cây nào cũng ngọt hết trơn. Ổng bây giờ tôi nói với bà đó là ổng giống như là cái bà mà
cái bà mà cho ông thầy chùa thịt chó vậy đó. Làm có tiền xong mà bây giờ ăn không được. Giống như là có tiền mà không có xài được, toàn là bị người ta lấy hết trơn. Biết làm. Cái quà chuối của tôi cắt ra hai cái nải bự, tôi để dưới. Rồi một nải nhỏ đó cũng trong cái quài của tôi để chồng lên luôn, là cúng trên cái bàn của quyền của ổng đó. Chút xíu à, đem đâu trơn, sáng mơ lỡ mất tiêu hết rồi. Tại chuối đó chưa chín, chưa. Mà chưng phải 3-4 bữa. Sáng bữa sau tôi lỡ là mất tiêu trên, tôi hỏi chị ba ổng có đem chuối đem đồ về ngoài không? Bà nói không có. Vậy mày đưa nó là bữa đó là tới 5 nải. Ừ, thì là tổng cộng 5 nải, đu đủ đâu 5-6 trái nữa. 3 trái đu đủ. Sáng tôi có lỡ nữa mà ông đóng cửa ông đi vậy. Đó hả? Ừ, cái tụng lắm mà. Thì bà nói... Ông biết lắm mà để quen rồi bất phúc phúc lòng thật biết quá. Ông biết cái ông đường mà bán quán cà phê cà phê chỗ nhà chị Trẩn không? Không. Chú Gia. Chú Dường Hai Thường. Tự nhiên bà có nói gì đâu, có tự nhiên tự tôi ông Hậu. Thôi bà bên ông có làm, tôi bắt đầu để làm cái ghê. Tự nhiên cái cự tôi à, tôi điện lại hỏi cái cự tôi à. Điện gì hả, tôi nói thằng đó nó bị khùng chắc thế gì. Nó còn bị gì đâu, nó quậy nhà tôi luôn. Quậy cái tôi, nó đòi đánh tôi. Đó, nó đòi đánh tôi là tôi không mở đâu, tôi hay đó. Không cho quay thì người ta về rồi còn nói gì nữa. Chữ tôi á. Tại tôi nghĩ nó khùng. Tự tự, nó tôi lên tụ cũng lên. Ba nó chết còn không biết chuyện. Ba nó chết nằm nó liệm nó hỏi ông đó là ai. Hỏi gì. Tôi nói tương tự cũng kêu tôi mà cũng biết nói thiệt. Tôi bình nào mà tôi nói nặng cũng chẳng nhiều còn nặng cái ghê luôn. Cái giỏng kia giờ đi nấu súp ngon lắm rồi. Để vô nồi súp rồi nó ra cái mò. À, nói ra cái gì, chị gái nó nói gì nè. Cái thằng làm việc á, nói tội nghiệp ông đó. Dạ thầy ơi, chắc thầy cũng buồn dữ, nó sao cũng buồn. Mắt vinh dự tôi mà đã nó khùng mừng. Còn nói đâu, nó khùng thì khùng quay đi. Tôi nói ừ quay thì bên nhà chứ thôi. Cái tôi nhìn cái này đẹp quá à, Phúc Bồng. Này nè. Mát quá. Ngày mơ đó 9 giờ chôn. Rồi tới 1 giờ mở. Xây cái mã lên rồi mở luôn. Vườn mà Hai Trường không biết không? Đi xuống sông. Còn người sắp chết kìa. Sao chưa kiếm tôi nữa. Mệt không còn hơn. Không có giọng này là trời cú rồi. Gần chết cái gì ấy, gần Tết mà chết lia lịa. Nói chở hai quả hộp đi ngang không biết đâu. Ừ, ông thầy, cái bà mà... Cái bà mà ngay chăng chỗ đi xuống cái cổng chùa đằng này nè. Ừ. Bà chết quen rồi đó. Bác sĩ hả? Không, bà chết lâu rồi. Cái bà mập mập mà nói chuyện không được, cà đớt đát đó. Bà nùng á. Ủa, tôi biết rồi. Chị nùng á. Ừ. Ừ. Lâu rồi. Bà chết lâu rồi phải không? Ừ. Ông có tụng đám đó không? Có. Bà chị nùng á. Rồi sao tụng đám không kêu tôi nội? Tôi không hay bà chết luôn á. Tụng đám là ông bà cũng mã nào. Nhưng mà mà tôi đâu có biết ông quen đâu ba. Trời ơi, ông đi lợi ông cho tiền với tôi mấy lần ông nói gì trời. Có một lần ông ngồi ông nói chuyện với bà cừ gần chết đó. Ừ, bà nùng á. Ừ, bà mập mập mà đi ngồi lớp cho biết đó. Đâu mà, đúng là tôi đâu có hay. Cái bà mập nùng đó. Ừ, tôi đâu có hay bà chết. Sao ông hay vậy? Hồi nãy đi lỡ đằng kia mua đồ á, cái bà đó bà nói cái chị gì, bà tên gì á chứ không phải tên nùng. Bà nói cái bà đó chết rồi không hay không? Ừ. Tôi nói đâu có hay đâu, có ai cho hay đâu. Mà còn bà nó biết số điện thoại của tôi đó mà sao nó không điện. Ghê hả? Ừ. Nó hay cái gia đình hồi hôm qua á cũng còn. Người ta cũng tội nghiệp ông. Người ta thương xót ông cùng mình ta nói. Người ta nói gì nói với ảnh đó. Nói thầy với ảnh đừng có buồn. Tôi nói buồn cái gì? Lại lúc đầu đồng ý tôi ừ ghẹt hết trơn, bây giờ bà đâu. Cái đó để tôi tắm hoàn toàn á. Cái già ông tắm cho tôi cũng muốn gần hết. Muốn gần hết rồi. Thơm, còn cục đó là ở đâu nó vậy? Thì hai cục lắm.
Cái da ông tắm gần hết rồi. Cái da ông nó ăn tỏ tôi tắm gần hết rồi đó. Da nó thơm rồi chứ. Trời ơi, ông mà ông giải cứu cho tôi cái giọng này là tôi khó thở lắm đó, ông vua. Trời ạ. Nằm cắn cái này hoài đây. Nãy giờ khó thở đó. Cắn cái cây sắt ở dưới đó. Ừ. Rồi giờ vậy được chưa? Được rồi, khỏe rồi. Hết cắn rồi đó. Ừ. Từ từ nó giãn xuống, nó thầm xuống nữa à. Vậy hả? Ừ. Tủ tiền không đủ à. Đủ. Tụng ma tôi đưa thêm. Đủ. Mấy quý vị ơi, cái này là mình vét đất cho nó bằng xuống đó. À, tính ngủ lên nhà hai mướt chơi nè đi không? Không nào anh biết. Sao vậy? Ông anh động quá rồi, cái làm việc nó mệt quá. Trong mình hay mệt quá, càng tiếng rồi đó. Ừ. Là anh không đi. Ông nội ở đây chờ đi, ba thì ngộ quá. Tôi trong mình cũng khỏe, không dễ biết. Dưỡng mà đi mở xuống mã 2 sau vô 1. Chào quý vị. Quý vị nhớ đăng ký kênh cho thầy Thượng Nhận Nhút Bạc. Thầy Thượng cảm ơn quý vị rất nhiều.